phẩm triền cái Nivadana Vatka Một La Mã Kinh Thiện Thứ Nhất Bhattha Makusala Sutta 212 Phạm có những pháp nào này các tỷ kheo dự phần về thiện và bất thiện nhưng thuộc về phần thiện tất cả những pháp ấy lấy không phóng vật làm căn bản lấy không phóng vật làm chỗ quy tụ không phóng vật được gọi là tối thượng đối với những pháp ấy. Với tỷ kheo không phóng vật này, này các tỷ kheo được chờ đợi rằng bảy giác chi sẽ được tu tập, bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn. Và như thế nào, này các tỷ kheo, tỷ kheo không phóng vật, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, vân vân tu tập xã giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến tự bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo không phóng vật, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Hai La Mã Kinh Thiện Thứ Hai Duti Yaku Sala Sutta 213 phàm có những pháp nào này các tỷ kheo dự phần về thiện và bất thiện nhưng thuộc về phần thiện tất cả những pháp ấy lấy như lý tác ý làm căn bản lấy như lý tác ý làm chỗ quy tụ như lý tác ý được gọi là tối thượng đối với những pháp ấy với tỷ kheo thành tựu như lý tác ý này này các tỷ kheo được chờ đợi rằng bảy giác chi sẽ được tu tập sẽ được làm cho sung mãn. Và như thế nào, này các tỷ kheo, tỷ kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, vân vân, tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo thành tựu như lý tác ý, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Ba La Mã Kinh Cấu Ý Upakilesa Sutta 214 Này các tỷ kheo, có năm cấu uế này đối với vàng. Do những cấu uế ấy, vàng bị ế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể vụng. Babangu và không chân chánh chịu sử dụng. Thế nào là năm? Sắc, Ayo, này các tỷ kheo là cấu uế của vàng. Do cấu uế này, vàng bị uế nhiễm, vân vân, chịu sử dụng. Đồng, Lô Hăng, này các tỷ kheo là cấu uế của vàng. Do cấu uế ấy, vàng bị uế nhiễm, vân vân, chịu sử dụng. Thiết, Thi Bu, này, các tỷ kheo, là cấu ế của vàng. Do cấu ế ấy, vàng bị ế nhiễm. Vân vân. Chị, si xăng Này, các tỷ kheo, là cấu ế của vàng. Do cấu ế ấy, vàng bị ế nhiễm. Vân vân. Bạc, sa du. Này, các tỷ kheo, là cấu ế của vàng. Do cấu ế ấy, vàng bị ế nhiễm. Không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng dễ bị bể vụng và không chân chánh chịu sử dụng chính cấu uế của vàng này các tỷ kheo do những cấu uế ấy vàng bị uế nhiễm không có nhu nhuyến không có kham nhậm không có chói sáng dễ bị bể vụng và không chân chánh chịu sử dụng cũng vậy này các tỷ kheo có năm cấu uế này của tâm chính những cấu uế ấy khiến tâm bị uế nhiễm không có nhu nhuyến không có kham nhậm không có chói sáng dễ bị bể phụng, không chân chánh được định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? Dục tham, Kamashanda, này các tỷ kheo, là cấu uế của tâm. Do cấu uế ấy, tâm bị uế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể phụng, không chân chánh được định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Vân vân, tương tự với, sân, hôn trầm thủy miên, trạo hối, nghi. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm cấu uế của tâm. Chính do những cấu uế ấy, tâm không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể vụn và không chân chánh được định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Bốn La Mã Kinh không cấu uế Anubakilesa Sutta 215 này các tỷ kheo, có bảy giác chi này không chướng ngại, không triền cái, không uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Thế nào là bảy? Có niệm giác chi này các tỷ kheo, không chướng ngại, không triền cái, không uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát, vân vân, xả giác chi, không chướng ngại không triền cái không uế nhiễm tâm được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát này các tỷ kheo có bảy giác chi này không chướng ngại không triền cái không uế nhiễm tâm được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát năm la mã kinh phi như lý tác ý Ayoniso Manasikara Sutta 216 Do phi như lý tác ý, này các tỷ kheo, dục tham Kamachanda chưa sanh được sanh khởi, và dục tham đã sanh đưa đến tăng trưởng quảng đại. Do phi như lý tác ý, này các tỷ kheo, sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh đưa đến tăng trưởng quảng đại do phi như lý tác ý này các tỷ kheo hôn trầm thủy miên chưa sanh được sanh khởi và hôn trầm thủy miên đã sanh đưa đến tăng trưởng quảng đại do phi như lý tác ý này các tỷ kheo trạo hối chưa sanh được sanh khởi và trạo hối đã sanh đưa đến tăng trưởng quảng đại và này các tỷ kheo do phi như lý tác ý nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi và nghi hoặc đã sanh đưa đến tăng trưởng, quảng đại. Sáu La Mã Kinh Như Lý Tác Ý Yoniso Manasikara Sutta 217 Do Như Lý Tác Ý, này các tỷ kheo, niệm giác chi chưa sanh được sanh khởi, và niệm giác chi đã sanh nhờ tu tập đi đến viên mãn, vân vân Sả giác chi chưa sanh được sanh khởi và xả giác chi đã sanh nhờ tu tập đi đến viên mãn. Bảy La Mã Kinh Giác Ngộ trăm Sutta 218 Có bảy giác chi này các tỷ kheo được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến giác ngộ đưa đến tăng trưởng thế nào là bảy niệm giác chi trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến giác ngộ, đưa đến tăng trưởng. Tám La Mã Kinh Chướng Ngại Triền Cái Avarana Nivarana Sutta 219 có năm chướng ngại triền cái, này các tỷ kheo, làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Thế nào là năm? Dục tham, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái, làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Sân, này các tỷ kheo, là chướng ngại triền cái, làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Hôn trầm thủy miên, này các tỷ kheo là chướng ngại, triền cái, làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Trạo hối, này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái, làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Nghi hoặc, này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái, làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Năm chướng ngại, triền cái này, này các tỷ kheo, làm uế nhiễm tâm, và làm yếu ớt trí tuệ. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại, triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Bảy giác chi này các tỷ kheo không phải là chướng ngại triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Bảy giác chi này này các tỷ kheo không phải là chướng ngại triền cái, không làm uế nhiễm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát trong khi này các tỷ kheo vị thánh đệ tử lấy pháp làm đối tượng Atim kava tác ý tập trung tất cả tâm ý lắng tai nghe pháp trong khi ấy năm triền cái không có hiện hữu trong vị ấy và bảy giác chi trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn năm triền cái nào trong khi ấy không có hiện hữu dục tham triền cái trong khi ấy không có hiện hữu sân triền cái trong khi ấy không có hiện hữu hôn trầm thụy miên triền cái trong khi ấy không có hiện hữu trạo hối triền cái trong khi ấy không có hiện hữu nghi hoặc triền cái trong khi ấy không có hiện hữu năm triền cái này trong khi ấy không có hiện hữu trong vị ấy bảy giác chi nào trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn niệm giác chi trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn vân vân xả giác chi trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn trong khi này các tỷ kheo vị thánh đệ tử lấy pháp làm đối tượng tác ý tập trung tất cả tâm ý lắng tai nghe pháp trong khi ấy năm chuyện cái không có hiện hữu trong vị ấy bảy giác chi này trong khi ấy nhờ tu tập đi đến viên mãn chính là mã Kinh Cây Rutra Sutta 220 Có những cây lớn Này các tỷ kheo Sanh từ hạt giống nhỏ Có thân cây lớn Lớn lên bao trùm Azarula Các cây khác Các cây bị bao trùm Bị phá hủy Bị hư hại Ngã xuống Nằm rạp xuống Và này các tỷ kheo Những cây lớn nào Sanh từ hạt giống nhỏ Và thân cây lớn Lớn lên bao trùm các cây khác các cây bị bao trùm bị phá hủy bị hư hại ngã xuống nằm rạp xuống ví như cây bồ đề asatha cây bàn niroda cây xanh bilaka cây sung udumbara cây bách hướng kachaka cây khabithana những cây lớn này này các tỷ kheo sanh từ hạt giống nhỏ có thân cây lớn lớn lên bao trùm các cây khác các cây bị bao trùm bị phá hủy, bị hư hại, ngã xuống, nằm trạp xuống. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có thiện nam tử đoạn trừ các dục vọng, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng bị những dục vọng ấy hay bị những dục vọng tệ hại hơn làm cho người ấy bị phá hủy, bị hư hại, ngã xuống, nằm trạp xuống. Năm chướng ngại, triền cái, này các tỷ kheo, bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. Thế nào là năm dục tham kamachanda này các tỷ kheo là chướng ngại triền cái bao trùm tâm làm cho yếu ớt trí tuệ. Sân này các tỷ kheo là chướng ngại triền cái bao trùm tâm làm cho yếu ớt trí tuệ. Hôn trầm thủy miên này các tỷ kheo là chướng ngại triền cái bao trùm tâm làm cho yếu ớt trí tuệ. Trạo hối, này các tỷ kheo, là chứa ngại, triền cái, bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. Nghi hoặc, này các tỷ kheo, là chứa ngại, triền cái, bao trùm tâm, làm cho yếu ớt trí tuệ. Này các tỷ kheo, năm chứa ngại, triền cái này, bao trùm tâm, và làm cho yếu ớt trí tuệ. Bảy giác chi, này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại, triền cái, không bao trùm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại, triền cái, không bao trùm tâm, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát, vân vân. xả giác chi, này các tỷ kheo, không phải là chướng ngại, triền cái, không bao trùm tâm được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát bảy giác chi này này các tỷ kheo không phải là chướng ngại triền cái không bao trùm tâm được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến chứng ngộ quả minh và giải thoát mười la mã kinh triền cái nivarana sutta hai trăm hai mươi năm triền cái này các tỷ kheo tác thành si ám tác thành không mắt tác thành vô trí đoạn diệt trí tuệ dự phần vào tổn hại không đưa đến niết bàn thế nào là năm dục tham triền cái này các tỷ kheo tác thành si ám tác thành không mắt tác thành vô trí đoạn diệt trí tuệ dự phần vào tổn hại không đưa đến niết bàn sân triền cái này các tỷ kheo tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Hôn trầm thủy miên triền cái, này các tỷ kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Trạo hối triền cái, này các tỷ kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Nghi hoặc triền cái, này các tỷ kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Năm triền cái này, này các tỷ kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến niết bàn. Bảy giác chi này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Thế nào là bảy? Niệm giác chi này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Trạch pháp giác chi này các tỷ kheo, tác thành mắt Tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Tinh tấn giác chi, này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Hỷ giác chi, này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến niết bàn. Khinh an giác chi này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến Niết Bàn. Định giác chi, này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến Niết Bàn. Xả giác chi, này các tỷ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào tổn hại, đưa đến Niết Bàn bảy giác chi này này các tỷ kheo tác thành mắt tác thành trí làm tăng trưởng trí tuệ không dự phần vào tổn hại đưa đến niết bàn phẩm chuyển luân chakavati vatga một la mã kinh kiêu mạng Vida Sutta 222 Nhân duyên ở Savatthi Các sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo trong thời quá khứ đã đoạn tận ba kiêu mạng tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi các sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo trong tương lai sẽ đoạn tận ba kiêu mạng tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi. Các sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, trong thời hiện tại, đoạn tận ba kiêu mạng này, tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi này. Thế nào là bảy giác chi? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xã giác chi các sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo trong thời quá khứ đã đoạn tận ba kiêu mạng tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi này các sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo trong thời vị lai đã đoạn tận ba kiêu mạng tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi này các sa môn hay bà la môn nào này các tỷ-kheo trong thời hiện tại đã đoạn tận ba kiêu mạng tất cả những vị ấy đều nhờ tu tập và làm cho sung mãn bảy giác chi này. Hai la mã kinh chuyển luân chakavati Sutta 223 cùng với sự xuất hiện của vua chuyển luân này các tỷ-kheo là sự xuất hiện của bảy báo thế nào là bảy? sự xuất hiện của bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, châu ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo, cùng với sự xuất hiện của vua chuyển luân, này các tỷ-kheo là sự xuất hiện của bảy báo này. cùng với sự xuất hiện của như lai bậc a-la-hán chánh đẳng giác, này các tỷ-kheo là sự xuất hiện của bảy giác chi báo. thế nào là bảy? niệm giác chi báo trạch pháp giác chi báo, tinh tấn giác chi báo, hỷ giác chi báo, khinh an giác chi báo, định giác chi báo, xã giác chi báo xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, này các tỷ kheo là sự xuất hiện của bảy giác chi báo này. Ba La Mã -ma, Kinh Mara Mara Sutta 224 này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường đưa đến chinh phục ma quân. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến chinh phục ma quân? Tức là bảy giác chi. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Đây là con đường, này các tỷ kheo, đưa đến chinh phục ma quân. Bốn La Mã Kinh Liệt Tuệ Đức Banh Nha Ta 225 Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, vân vân, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Kẻ liệt tuệ ngu đần, kẻ liệt tuệ ngu đần. Bạch Thế Tôn được nói đến như vậy cho đến như thế nào Bạch Thế Tôn được gọi là liệt tuệ ngu đần. Do bảy giác chi không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này tỷ kheo nên được gọi là liệt tuệ ngu đần. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các tỷ kheo, Chính do bảy giác chi này không được tu tập, không được làm cho sung mãn, được gọi là liệt tuệ ngu đần. Năm La Mã. Kinh có trí tuệ. Banh nha Vanta ta 226. Có trí tuệ không ngu đần, có trí tuệ không ngu đần. Bạch Thế Tôn được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào? Bạch Thế Tôn được gọi là có trí tuệ không ngu đần. Do tu tập, do làm cho sung mãn bảy giác chi, này các tỷ kheo, được gọi là có trí tuệ không ngu đần. Thế nào là bảy giác chi này? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Do tu tập, do làm sung mãn bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được gọi là có trí tuệ không ngu đần. Sáu la mã kinh Bần Cùng. Dalida Suta 227. Bần Cùng, Bần Cùng, Bạch Thế Tôn được gọi là như vậy. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn được gọi là Bần Cùng? Do không tu tập, do không làm cho sung mãn bảy giác chi nên được gọi là bần cùng. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Do không tu tập, không làm cho sung mãn bảy giác chi này, này tỷ kheo được gọi là bần cùng. Bảy la mã. Kinh không bần cùng. Adalida Suta 228 Không bần cùng, không bần cùng, Bạch Thế Tôn được gọi là như vậy. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn được gọi là không bần cùng. Do tu tập, do làm cho sung mãn bảy giác chi, này tỷ kheo được gọi là không bần cùng. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Chính do tu tập làm cho sung mãn bảy giác chi này được gọi là không bận cùng. Tám La Mã Kinh Mặt Trời hai Sutta 229 Cái này là điềm đi trước, này các tỷ kheo, cái này là tướng báo trước mặt trời mọc, tức là trạng đông cũng vậy này các tỷ kheo cái này là điềm đi trước cái này là tướng báo trước bảy giác chi sanh khởi tức là làm bạn với thiện hữu kalana mitta tỷ kheo làm bạn với thiện hữu này các tỷ kheo được chờ đợi rằng bảy giác chi sẽ được tu tập bảy giác chi sẽ được làm cho sung mãn như thế nào này các tỷ kheo là tỷ kheo làm bạn với thiện hữu tu tập bảy giác chi làm cho sung mãn bảy giác chi. ở đây này các tỷ-kheo, tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly, vân vân, tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. như vậy này các tỷ-kheo là tỷ-kheo làm bạn với thiền hữu, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi chính là Mã. Kinh nội chi phần Ajati Kanga Sutta 230 Sau khi làm thành nội chi phần này các tỷ kheo, ta không quán thấy một chi phần nào khác khiến bảy giác chi được sanh khởi. Này các tỷ kheo, chi phần ấy tức là như lý tác ý. Với tỷ kheo thành tựu như lý tác ý này, này các tỷ kheo được chờ đợi rằng bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thành tựu như lý tác ý này, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly, vân vân Tu tập xã giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo làm bạn với thiện hữu tu tập bảy giác chi làm cho sung mãn bảy giác chi mười la mã kinh ngoại chi phần bahiranga sutta hai trăm ba mươi sau khi làm thành ngoại chi phần này các tỷ kheo ta không quán thấy một chi phần nào khác khiến bảy giác chi được sanh khởi này các tỷ kheo, chi phần ấy tức làm bạn với thiện hữu. Với tỷ kheo làm bạn với thiện hữu, này các tỷ kheo, được chờ đợi rằng bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly, vân vân. Tu tập xã giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo làm bạn với thiện hữu, tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi.